thử thách và trí tuệ của con người Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, nằm trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 43 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước 30 tháng 4 và ngày quốc tế lao động mùng 1 tháng 5. Sáng nay, Sở Văn hóa và Thể thao đã tổ chức giải đua thuyền truyền thống tỉnh Quảng Bình năm 2018. Đây cũng là hoạt động nằm trong khuôn khổ của Tuần Văn hóa Du lịch Đồng Hới. Tham dự có đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Lê Văn Phúc, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Hới, đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Đua thuyền là một nét văn hóa truyền thống của cư dân vùng sông nước, được lưu truyền qua nhiều thế hệ của người dân Quảng Bình. Theo quan niệm của người xưa, đua thuyền là một hoạt động nghi lễ để cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, đời sống của người dân ấm no hạnh phúc. Đối với tỉnh Quảng Bình, môn đua thuyền đã trở thành phong trào phát triển trên diện rộng, thu hút sự tham gia hưởng ứng của đông đảo người dân và là thế mạnh của thể thao Quảng Bình tại đấu trường trong và ngoài nước. Tại buổi lễ, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Hoài đã đánh trống khai mạc giải đua thuyền truyền thống tỉnh Quảng Bình năm 2018. Giải năm nay thu hút 9 đội đua với gần 300 vận động viên đến từ huyện Quảng Ninh, Tuyên Hóa, Lệ Thủy, Bố Trạch, thị xã Ba Đồn và các thôn Cửa Phú, Mỹ Cảnh, Sa Đồng, Hà Dương, thành phố Đồng Hới. Các đội sẽ tham gia tranh tài ở cự ly 2.000m và 3.000m, xuất phát từ cầu Nhật Lệ 2 đến cầu Nhật Lệ 1. Thưa quý vị và các bạn, giải đua thuyền truyền thống tỉnh Quảng Bình là hoạt động nằm trong khuôn khổ của Tuần Văn hóa Du lịch thành phố Đồng Hới. Đây là hoạt động được tổ chức thường niên nhằm bảo tồn và phát huy môn đua thuyền truyền thống của tỉnh Quảng Bình, qua đó giới thiệu và quảng bá hình ảnh của đất và người Quảng Bình đến với du khách. Với nét văn hóa độc đáo mang đậm tinh thần thượng võ, môn đua thuyền đã trở thành lễ hội truyền thống, là món ăn tinh thần không thể thiếu của người dân Quảng Bình vào các dịp lễ Tết. Đây cũng là điểm hẹn văn hóa của người dân trong tỉnh cũng như những người con xa quê vào các ngày lễ lớn của quê hương đất nước. Nhân dân thành phố Đồng Hới nói chung và cả tỉnh nói riêng toàn là phấn khởi, hô hởi, động viên tất cả những vận động viên để bơi vào cố gắng tạo mọi điều kiện như thế nào đó để giữ được cái đoàn kết, tin đoàn kết thể dục thể thao. Cái giải đua thuyền này là có truyền thống từ lâu đời đến giờ, nhưng mà đợt này thì vào chung kết toàn tỉnh, cho nên tôi thấy là tổ chức rất là quy mô và hoành tráng. Cho nên là chúng tôi là đến đây cổ vũ cho tất cả các đội thuyền bơi. Mình là người Đồng Hới, nhưng mà mình sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Năm nay thì 30 tháng 4 gặp được cái lễ hội đua thuyền này, mình rất xúc động. Để khán giả tiện theo dõi, ban tổ chức đã đặt màn hình chiếu để truyền hình trực tiếp diễn biến của các đội đua qua từng chặng, đồng thời làm tốt công tác chuẩn bị để giải đua thuyền được diễn ra thành công tốt đẹp. So với các giải lần trước thì giải năm nay số lượng thuyền và số lượng vận động viên, đặc biệt là chất lượng chuyên môn là được nâng cao hơn. Năm nay là tổ chức đúng vào dịp 30 tháng 4 cho nên cái lượng khán giả ở các tỉnh về rất đông. Đặc biệt là các huyện, chúng ta thấy rằng là trên dọc hai bờ sông và hai đầu cầu Nhật Lệ 1, Nhật Lệ 2 đã là phủ kín khán giả. Điều đó cho thấy rằng là chất lượng chuyên môn và giải cũng như sự quan tâm cổ vũ của nhân dân trên địa bàn và du khách gần xa là rất là hào hứng phấn khởi để cổ vũ cho cái giải đua thuyền truyền thống. Cảm xúc của tôi lúc này là rất là tuyệt vời, bởi vì là tại Cửa Phú và tại Mỹ Cảnh đã đưa về giải nhất và giải ba cho xã Bảo Ninh ba thành phố Đồng Hới. Vì anh em liệt tình đông đồng đội á, cho nên về sung sướng quá, cho nên rất là vui mừng. Kết thúc giải, đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã trao giải nhất cự ly 2.000m cho đội đua thuyền huyện Tuyên Hóa, trao giải nhất cự ly 3.000m cho đội Cửa Phú thành phố Đồng Hới. Ban tổ chức cũng đã trao giải nhì, giải ba và cả giải phụ cho các đội tham gia. Tại huyện Minh Hóa, tối qua ngày 29 tháng 4, Ủy ban nhân dân huyện đã tổ chức chương trình nghệ thuật đêm khai hội tuần lễ văn hóa thể thao du lịch vào hồi rằm tháng 3 năm 2018. Đến dự có đồng chí Trần Hải Châu, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, đồng chí Cao Văn Đình, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Công Huấn, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy. Đại diện lãnh đạo huyện Bulafa, tỉnh Khăm Muộn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, đại diện lãnh đạo các sở ban ngành và chính quyền địa phương cùng đông đảo bà con nhân dân và du khách trong và ngoài huyện. Chương trình nghệ thuật đêm khai hội tuần lễ văn hóa thể thao du lịch vào hồi rằm tháng 3 Minh Hóa năm 2018 với chủ đề Hồi rằm quê tôi được chia làm 3 phần: âm vang nguồn cội, ngày mới trên quê hương và ấm tình Minh Hóa quê tôi.
Sau màn đánh trống khai hội và tại Hiền Lai sự tích hội rằm tháng 3 của huyện Minh Hóa là các tiết mục văn nghệ được dàn dựng công phu độc đáo với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước, tôn vinh truyền thống văn hóa của cộng đồng các dân tộc anh em trên địa bàn huyện. Em biết hôm nay là hôm hội rằm Minh Hóa, tại vì rằm Minh Hóa là rất là nổi tiếng á. Xong là em là vô về ngay là em nhảy được một số nơi. Và hôm nay nghe nói đến văn nghệ rằm thì em là vô chơi ba. Em ăn thấy cả tiết mục nếu được cả truyền thống này đặc trưng của văn hóa ở đây. Dù trời mưa nhưng mà văn nghệ để rất hay và tình nên em vẫn đến lại để mà coi. Và chắc chắn thì năm sau em vẫn sẽ đến đây xem một lần nữa. Mỗi năm là tới đi một mình, năm nay là hội rằm. Hoành tráng vui vẻ mà tôi đưa cả gia đình và cả anh em là xuống là xem cả từ lúc sáng đến nay là chơi để xem là hội rằm văn nghệ hôm nay rất hoành tráng. Bên cạnh các hoạt động văn hóa thể thao vui chơi giải trí trong tuần lễ văn hóa thể thao du lịch và hội rằm tháng 3 Minh Hóa năm 2018, đêm khai hội và chương trình nghệ thuật năm nay được ban tổ chức chuẩn bị khá chu đáo và có nhiều đổi mới. Đặc biệt năm nay, chương trình đã được truyền hình trực tiếp trên sóng QBTV Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình và hòa sóng với nhiều đài truyền hình trong cả nước. Trong quá trình chuẩn bị triển khai các hoạt động của tuần lễ, chúng tôi cũng đã chỉ đạo các địa phương đơn vị tập trung tuyên truyền quảng bá hoạt động của tuần lễ rộng rãi trên các phương tiện thông tin truyền thông để nhân dân và du khách biết, chủ động tham gia các hoạt động của tuần lễ, tạo điều kiện thuận lợi về mọi mặt cho du khách về dự lễ hội, nhất là các dịch vụ ăn uống, nghỉ ngơi, vui chơi giải trí, làm tốt công tác vệ sinh môi trường, chỉnh trang các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh và các điểm du lịch. Mặc dù thời tiết không được thuận lợi lắm, nhưng chúng tôi khẳng định rằng tuần lễ văn hóa thể thao du lịch và hội rằm tháng 3 huyện Minh Hóa năm 2018 đã thành công tốt đẹp. Chương trình nghệ thuật đêm khai hội tuần lễ văn hóa thể thao du lịch và hội rằm tháng 3 Minh Hóa năm 2018 đã mang đến không khí vui tươi, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân và du khách thập phương. Đây cũng là một trong những hoạt động văn hóa có ý nghĩa, góp phần động viên khích lệ cán bộ nhân dân địa phương tiếp tục hăng hái tham gia lao động sản xuất, đồng thời là dịp để huyện vùng cao Minh Hóa quảng bá tiềm năng thế mạnh về du lịch của địa phương. Tối qua ngày 29 tháng 4 đã diễn ra chương trình giao lưu giữa người dân bản địa và du khách thập phương về tham dự tuần lễ văn hóa thể thao du lịch và hội rằm tháng 3 Minh Hóa. Hàng nghìn du khách thập phương, con em quê hương và đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện đã cùng nhau thắp lửa hội và múa hát giữa không gian ấm áp. Đây là một hoạt động có ý nghĩa để du khách thập phương, con em quê hương về dự tuần lễ văn hóa thể thao du lịch và hội rằm tháng 3 Minh Hóa được giao lưu văn hóa văn nghệ, góp phần tăng cường tình đoàn kết, đồng thời cũng là dịp gặp gỡ tìm hiểu các nét đẹp văn hóa về mảnh đất và con người Minh Hóa. Nhân kỷ niệm 43 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước, sáng nay 30 tháng 4, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình đã đến đặt vòng hoa dâng hương tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Cách đây 43 năm, dưới sự lãnh đạo sáng suốt tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, với mệnh lệnh lịch sử của Đại tướng Tổng Tư lệnh thần tốc hơn nữa, táo bạo hơn nữa, tranh thủ từng phút từng giờ, xốc tới mặt trận giải phóng miền Nam, quyết chiến và toàn thắng. Quân và dân ta đã tiến hành cuộc tổng tiến công và nội dậy mùa xuân năm 1975, mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đánh bại hoàn toàn cuộc chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai, kết thúc 21 năm trường kỳ kháng chiến, thống nhất nước nhà, non sông thu về một mối. Trước anh linh của Đại tướng, cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Quảng Bình quyết tâm học tập noi theo tấm gương của Đại tướng, đoàn kết thống nhất về ý chí và hành động, gắn bó máu thịt với nhân dân, hết lòng hết sức vùng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân. Được biết, trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, có trên 3.000 đoàn với hơn 45.000 lượt khách đến viếng mộ Đại tướng. Để đảm bảo an ninh trật tự cho du khách đến viếng, đội bảo vệ đồn biên phòng Ròn đã phân công trách nhiệm cụ thể cho từng cán bộ chiến sĩ, hướng dẫn du khách đăng ký danh sách, xếp hàng trật tự nghiêm trang. Bên cạnh đó, công an huyện Quảng Trạch cũng đã phân công lực lượng cảnh sát giao thông để phân luồng xe nhằm đảm bảo giao thông thông suốt. Thưa quý vị và các bạn, với những người lính đã từng tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ký ức về ngày 30 tháng 4 năm 1975 vẫn luôn còn mãi theo thời gian. Trở về với cuộc sống đời thường, với phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, họ đang là những tấm gương sáng cho con cháu học tập và noi theo. Hàng năm cứ đến dịp 30 tháng 4, kỷ niệm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng đất nước,
cựu chiến binh Trần Ngọc Mai lại bồi hồi nhớ về những giây phút không thể nào quên. Đối với người lính này, cảm xúc đó như mới xảy ra ngày hôm qua vậy. Tháng 5 năm 1970, chàng thanh niên Trần Ngọc Mai là sinh viên Đại học Hàng hải Hải Phòng đã lên đường nhập ngũ theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc. Sau 3 tháng huấn luyện, chiến sĩ Trần Ngọc Mai được biên chế vào lữ đoàn tăng thiết giáp 203. Ngày 30 tháng 4 năm 1945, đơn vị được nhận lệnh tiến thẳng vào Dinh Độc Lập. 8 giờ ngày 28 thì tư lệnh quân đoàn và đồng chí chỉ huy quân đoàn về giao nhiệm vụ cho đơn vị thọc sâu là lữ đoàn 203 và D66 bộ binh của 304. Và khi mà được nhận nhiệm vụ chuẩn bị thọc sâu là đơn vị chúng tôi kể cả cán bộ chiến sĩ rất hào hứng. Và sau khi Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng thì một điều cảm nhận chúng tôi là rất phấn khởi, thấy rằng ta đã thực hiện được cái nguyện ước của bác đã giải phóng miền Nam, đưa đất nước thống nhất. Và phải nói là cán bộ chiến sĩ ôm nhau cười mừng, và có đồng chí thậm chí khóc. Thì ra bến Nhà Rồng thì chúng tôi một đêm thức trắng là vì quá sướng. Nhân kể cả nhân dân họ cũng thức về theo mình. Ngoài cái việc mình cảnh giác để giải ra thì phải nói là một cái điều phấn khởi. Chưa bao giờ bến Nhà Rồng chẳng qua chỉ mới nghe thôi, chưa bước chân tới. Và hôm đó thì phải nói đấy một điều đáng phấn khởi. Và nói chung là người cứ nổi gai lên cả, mỗi lần cứ nghĩ đến cái việc giải phóng. Trở về với đời thường, cựu chiến binh Trần Ngọc Mai luôn phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, gương mẫu chấp hành mọi đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đi đầu trong mọi hoạt động xã hội. Ông luôn động viên quan tâm để đời sống mỗi gia đình ở nơi mình sinh sống và luôn dạy dỗ con cháu mình tiếp bước truyền thống tự hào của dân tộc. Còn đối với cựu chiến binh Dương Đình Thân, những kỷ niệm về một thời oanh liệt đầy gian nan, nhất là hình ảnh về những đồng đội đã hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc luôn trào dâng trong trái tim ông. Những cái ký ức của ngày xưa mà khi giải phóng Sài Gòn, tất cả thấy là có người anh sung sướng anh lấn lấn trong người là nói không thể tả nổi được, không thể tả nổi được. Vì bao nhiêu năm làm gian khổ là ác liệt, là ấy là đồng đội của mình hy sinh, mình nghĩ rằng cái đó là mình là có lúc là thương nhớ đồng đội. Trở về sau chiến tranh, dù mỗi người một công việc, mỗi hoàn cảnh khác nhau, nhưng tất cả họ đều phát huy phẩm chất của người lính Cụ Hồ, luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội của địa phương, đẩy mạnh các phong trào, trong đó chú trọng giáo dục đồng viên cán bộ, hội viên tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, hăng hải thi đua lao động sản xuất, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Trong cái thời kỳ mới, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay thì các cựu chiến binh là tiếp tục phát huy bản chất truyền thống bộ đội Cụ Hồ, tích cực tham gia để xây dựng, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ nhân dân, rồi tham gia giám sát phản biện xã hội để nâng cao cái chất lượng quản lý điều hành của chính quyền các cấp. Việc nữa thì cựu chiến binh thì đồng viên giúp đỡ nhau để làm kinh tế giỏi, giảm nghèo bền vững, đồng thời là phối hợp để giáo dục thế hệ trẻ. Đây thì giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ để tiếp tục phát huy truyền thống cha ông, tiếp tục đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng các cái cấp hội cựu chiến binh là trong sạch vững mạnh. Anh dũng, gan dạ trong chiến đấu, hăng hải xây dựng quê hương trong thời bình luôn là phẩm chất tốt đẹp mà những cựu chiến binh luôn phát huy để xứng đáng là những tấm gương sáng cho con cháu học tập và noi theo. Chuyển sang cả thông tin đáng quan tâm khác. Những ngày nay, di sản thiên nhiên thế giới vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng đón rất đông lượng khách du lịch đến tham quan. Riêng trong 2 ngày đầu nghỉ lễ, một số địa điểm đã phải huy động thêm nhân viên và ngừng bán vé vì quá tải. Năm nay, nhờ làm tổ công tác quảng bá và tổ chức nhiều chương trình hoạt động lễ hội quy mô như tuần lễ văn hóa du lịch Đồng Hới, lễ hội cả Trạm Phong Nha, hội rằm tháng 3 Minh Hóa, nên đã thu hút một lượng lớn du khách đến với Quảng Bình. Trong đó, lượng khách đến với Phong Nha Kẻ Bàng tăng cao.
Riêng trong ngày 29 tháng 4, Trung tâm Du lịch Phong Nha Kẻ Bàng đón trên 13.000 lượt khách, chủ yếu tham quan đồng Phong Nha Tiên Sơn, khám phá sông chảy hang tối và trải nghiệm suối nước mọt. Cùng với các điểm du lịch đại trà thì nhiều tuyến du lịch khám phá mạo hiểm cũng thu hút rất đông du khách như tuyến du lịch Rào Thương Hang Én, Hang Trà An. Sự kiện trong hai ngày 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, lượng khách đến Phong Nha Kẻ Bàng tiếp tục tăng cao. Vì thế, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng đã yêu cầu các đơn vị bổ sung thêm điểm bán vé và tăng cường thêm nhân viên nhằm phục vụ tốt cho du khách khi đến tham quan nghỉ dưỡng, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch nhằm tạo ấn tượng tốt đẹp cho du khách khi đến với Quảng Bình. Thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, nhiều hộ dân của xã Dương Thủy, huyện Lệ Thủy đã trồng dưa trên đất vùng đồi, bước đầu tạo được thương hiệu hàng hóa cho địa phương. Những năm qua, vùng đồi của xã Dương Thủy người dân chủ yếu trồng keo tràm, tuy nhiên hiệu quả không cao. Vì vậy, để khai thác tối đa tiềm năng của đất, 4 hộ dân của xã đã mạnh dạn cải tạo đất, đưa giống dưa hấu Hoàn Châu vào trồng trái vụ với tổng diện tích gần 4 hectare. Theo tính toán của bà con, 1 hectare dưa hấu có thể thu 20 đến 25 tấn quả, bình quân mỗi vụ thu về khoảng 100 đến 110 triệu đồng. Việc chuyển đổi đất trồng keo tràm sang trồng dưa ở xã Dương Thủy đang tạo hướng đi tích cực trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng của địa phương. Tại xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch, nhiều hộ dân trên địa bàn xã đã chủ động phá bỏ một số diện tích đất trồng sắn để chuyển sang một số cây trồng khác cho hiệu quả kinh tế cao. Gia đình anh Nguyễn Thanh Trương ở thôn Đài Năm 2 có gần 2 ha đất nông nghiệp. Từ những năm 2010 trở về trước, đa phần diện tích đất này anh dành để trồng sắn. Tuy nhiên, hiệu quả mang lại khá thấp. Thực hiện đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng của Ủy ban Nhân dân xã, anh đã mạnh dạn chuyển đổi một số diện tích sang trồng hồ tiêu. Từ việc chỉ trồng khoảng 50 gốc thử nghiệm, đến nay, vườn tiêu của nhà anh đã có gần 600 gốc. Ngoài việc áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật để chăm sóc vườn tiêu, anh cũng mạnh dạn đầu tư hàng chục triệu đồng để xây dựng hệ thống tưới nhỏ giọt. Nhờ vậy, vườn tiêu gia đình anh phát triển tốt, cho năng suất cao. Trung bình thu nhập từ vườn tiêu mang lại đạt gần 100 triệu đồng. Thời điểm được giá có thể đạt từ 120 đến 130 triệu đồng. Ngoài cây tiêu, gia đình anh cũng trồng hơn một sao chuối ăn quả, hơn 100 gốc mít Thái. Tổng thu nhập mỗi năm đạt khoảng 150 triệu đồng. Thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự tối nay của Đài Phát Thanh Truyền Quảng Bình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Ngay sau đây là những thông tin thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết Quảng Bình đêm 30 tháng 4 ngày mùng 1 tháng 5, khu vực miền núi mây thay đổi ngày nắng, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh, gió tây bắc cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, độ ẩm 63 đến 98%. Khu vực đồng bằng ven biển mây thay đổi ngày nắng, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh, gió đông đến đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ, độ ẩm 75 đến 96%. Khu vực thành phố Đồng Hới mây thay đổi ngày nắng, đêm nay và chiều tối mai có lúc có mưa rào và dông, gió đông đến đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ, độ ẩm 76 đến 95%. Dự báo thời tiết biển có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông bắc cấp 4, biển bình thường, độ cao sóng dưới 1 m. Dự báo thời tiết đêm mùng 1 ngày mùng 2 tháng 5, mây thay đổi ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, gió đông đến đông nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, độ ẩm 65 đến 97%.